Anh Nhật, anh Nhật, anh đừng có như vậy nữa. Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên nghi ngờ anh với Văn. vậy là em đã suy nghĩ thông suốt. Trong chuyện này, ai cũng có lỗi một phần. Đáng ra anh không nên bị trước. Anh phải kiên nhẫn với em hơn. Không, em đáng bị như vậy mà. Trong tình yêu, không ai đáng bị tổn thương cả. Em đừng tự trách mình. Anh nói đúng, anh với Văn chơi thân với nhau như vậy, hai người ở chung nhà sẽ tốt hơn. Vậy thì mai mốt em đừng có ghen tuông lung tung nữa đó. Em hứa, nhưng mà sau này kết hôn phải ra ở riêng đó nha. Chuyện đó còn phải nói nữa. Tốt nghiệp mỗi đứa mỗi nơi, có học chung ở đâu mà ở chung. Thì em lo xa, chứ sau này tốt nghiệp ba đứa ở chung nhà, ngại chết. Bậy. Văn người cũng chỉ là kỷ niệm bạn bè thôi. Còn em mới là người đi suốt với anh đến cuối cuộc đời này. Hiểu không? Văn cũng chỉ là kỷ niệm bạn bè thôi. Còn em mới là người đi suốt với anh đến cuối cuộc đời này. Hiểu không? Đôi môi tự dưng run lên, đôi chân ngập ngừng chẳng bước, tim đau thắt lại. Tại sao? Tại sao? Chẳng cần lý do, chẳng cần Văn ơi, mày nấu gì trong bếp hả? Đứa coi, có sao không? Không sao đâu. Tao nói tối nay tao không ăn cơm nhà rồi mà. Mày nấu chi nữa vậy? Lúc nào mày cũng nói vậy, nhưng tối nào cũng vậy ăn hết trơn. Hôm nay khác. Ừ, tao quên mất. Hôm nay khác mà. Ê, mà tối nay tao qua nhà An ngủ nha. Trong nhà giúp, ba má nó về quê rồi. Ừ. Mà tự dưng á mày, tao cảm thấy ngại quá. Không có ai mà ngủ ở trần nhà. Có khi nào rồi con An đang mặc đèn xanh với tao không? Ừ, chắc vậy. Mày bị sốt hả? Không có. Rõ ràng là nghe tiếng cục kịch mà. Đừng nói chuyện qua cảm luôn rồi nha. Chắc hành nên chạy mũi thôi ông ơi. Kinh nghiệm như mày vậy mà còn bị.
Tao đi á. Sao chưa đi nữa? Tại sao mày ở nhà một mình? Tao đâu phải con nít 3 tuổi đâu. Nói đi đi. Tao sợ... Mày đi trễ, tao mới sợ có lỗi với An đó. Nói đi đi. Rồi có chuyện gì là gọi điện thoại cho tao liền đó nha. Tao nói có gì mày nghe không vậy? Biết rồi. Rồi. Trời ơi, con nhỏ này. Mày nói đúng mà. Thế nào nó cũng ở lại ăn tiệc cuối năm. Trời, như tao với mày thôi, tiệc đồng ăn thích. Ủa, hai bạn biết tôi hả? Biết hay không biết gì thì hôm nay mày cũng đi một mình. Mày dám giật bộ của bạn tao hả? Trời ơi, xê tao. Xin lỗi. Mà tao nói cho mày nghe, mê trai cũng phải lựa hàng mà mê. Trái trên cành, gà để cúng thì cấm đụng nha mày. Hai chị nói gì tôi không hiểu gì hết trơn á. Hai chị, bộ mày đuôi hả hay mày lọt trồng té nổ mày kêu hai đứa tao là chị? Lẽ ra tụi tao tính nói chuyện đàng hoàng với mày thôi mà nhờ cái từ hai chị của mày á nên tao quyết định bóp. Tao nói lại lần nữa, xe tao, xe mày nhưng vẫn phải bóp. Nè, vừa phải thôi nha, đừng tưởng hai người là con gái là tôi nhịn nha. Trời, nhịn. Mày không nhịn mày làm gì tao? Ủa? Mày ăn tao hả? Mày dám không? Giờ sao? Trời ơi, xe tao sao ai cũng giận hết vậy? Ủa từ... Ai vậy? Ai biết? Mới tí tuổi mà làm giang hồ hả? Giang hồ thì sao? Ờ. Thôi. Có dao kìa. Đâm bao nhiêu lỗ thì mới thay vỏ? Mày đâm đi mày, mày khỏi hỏi. Gì hết, xe tao. Tao yếu quá, tao quên. Thôi đừng có đâm mà, xe nó mỏng manh như em vậy đó. Lũng, lũng, đâm là lũng. Mày có chừng tao á, hên cho mày á, tránh xa bồ của bạn tao ra nghe chưa? Bồ của bạn? Lẹ lẹ. Đi mày, đi. Ui.